Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua thương hiệu Gian, có cấu hình cao cấp 105. Đó chính là chiếc Gian TCR Alloy. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này. Vâng, như thường là em sẽ lướt qua chi tiết sơn của xe. Xe có lớp sơn màu đen, điểm nhấn thêm những màu trắng này, những vạch sơn màu trắng, model Gian nổi màu trắng TCR. Đây, sơn cam, hình thức chiếc xe này còn trên 90% các bác nhé. Khá là bóng đẹp đây. Rất đi những vết xước. Đây là yên. Đây, yên zin của xe các bác. Như những chiếc Gian khác thì chiếc xe này có khung của Alloy X. Nhưng đây Alloy XL 6000, cao cấp hơn Alloy X của xe Gian bình thường. Đây, các bác có thể search thêm Google để biết thêm chi tiết. Alloy XL 6000. Chiếc xe có size S phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7. Xe này có tàng carbon, các bác có thể nhìn vân carbon này. Tàng carbon này. Phanh 3 mảnh 105 cao cấp Shimano. Đây bộ vành cặp Mavic. Mavic là một trong những thương hiệu làm vành nổi tiếng thế giới. Đây Mavic. Cầm lái hẹ dẹp màu này các bác nhá. Đây, Mayer bạc tạ Mavic luôn. Đây là bánh trên. Đây Mavic, quay thông số lốp các bác xem. Mayer ba Mavic. Xe có tay bấm, được trang bị tay bấm Shimano 105. Đây tay bấm bên clip. Quẹt tay lắc các bạn. Đây tay lắc hai tầng bên đĩa. Nâng cấp cổ phốt của Castle của Mỹ. Đây các bạn có thể nhìn Castle. Sẽ
quay cấu hình của xe. Chiếc xe này có cấu hình 10 lít 2 đĩa cho xe 20 tốc độ. Đùi đĩa Subaru 105 cao cấp. Củ đề Shimano. Và bây giờ em sẽ test chuyển động cho bác xem. Giờ lên lít. Rất là trơn tru. Xuống lít này. Một phát ấn là một phát xuống. Không mắc tí gì thôi. Xe sử dụng gạt đĩa 105. Đây. Gạt xuống đĩa. Lên đi này. Rất là mượt mà. Giờ sẽ quay lại tổng thể chi tiết chiếc xe này. Xe sử dụng cấu hình 105, phụ đề 105, khung alloy XL, size S của các 1m6 1m7, gạt đĩa 105, đùi đĩa 2 tầng 105, hoành cặp 3 vít, cam lái hẹ, tay bấm 105. Bộ phanh 3 mảnh đồng bộ 105. Bê đan đi vòng. Vâng, và hiện tại chiếc gian TCR Alloy X đang được bán ở tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này.